chừng này tới 5 tháng 5 rồi chứ tới. Ngày mấy rồi? Trời ơi, trời ơi. Cái con lắm, con bệnh, bệnh tương, dương bắn được tương à. Gắn miếng bầu cũng không đứt. Gắn vài bữa nè. Không có gắn khổ quá cả nhà ơi. Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Chào mừng chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chào cả nhà. Hôm nay thì ông xã Nguyệt đang tới cái khúc còn lại nè. Hết biết cái đám ngô ngỗ nó tốt nè cả nhà ơi. Tốt quá trời ha. Này hỏi mình cũng mới bằng cỏ rồi. Đẹp ơi. Ở trong này có cái núm gì nó mọc nè. Cỏ màu lên ha. Núm dai nè. Núm nó canh ngọt lắm. Ăn được luôn hả? Ừ, nó canh ngọt lắm. Núm này anh mập hổng bẻ mà dừng xài đó. Núm dai. Kêu núm dai chứ không biết nó là núm gì. Nó dai nhất à. Cái này cũng trắng tươi nè ha. Phải có nhiều mình cũng ăn thử nha. Bữa nay thì tiếp tục cái clip này cả nhà. Cái clip này thì hổm ông xã Nguyệt định trồng cải ngọt mà không có trồng. Cải ngọt nó lên cũng thưa cả nhà. Cho nên mình tiễn ăn rồi còn mớ nhỏ còn lại thì để nó lớn từ từ. Khỏi bứng ra trồng. Với phần hiện tại giờ nắng dữ lắm. Nếu mà mình trồng là bị luộc hết trơn à. Nắng á, nắng quá. Nhỏ nó bứt rễ trồng nó sống được á. Rồi giờ ông xã quyết định tưới xong rồi sẽ gieo lại rau muống cả nhà. Chuyến này thì gieo rau muống cho thiệt nhiều luôn cả nhà. Chia sẻ cả nhà. Cũng có cô chú. Cô chú ở Mỹ thì có hứa thì sắp về. Cô với chú nói là thích ăn rau muống. Cho nên là Tèo cô chú cũng là khán giả thôi nha. Khán giả yêu mến kênh ha. Yêu mến kênh của ba bốn kênh luôn. Thì cô chú nói là giao năm tháng 4 á ta. Cuối tháng 4 Tây á. Cô chú về thăm gia đình. Thăm hết mấy anh em luôn. Cô chú nói là thích ăn rau muống với đậu gồng. Cho nên là Tèo quyết định là gieo rau muống cho thiệt nhiều. Cô chú có về nó rau muống cho cô chú ăn. Rau muống này gieo chắc cũng mau mà anh. Tầm khoảng 20-25 ngày ra. Vậy hả? Thì mình gieo tầm này là vừa rồi đó. Hy vọng là Tèo gieo đợt này sẽ tốt nữa đó nha. Nắng này cũng hơi khó trồng lắm. Đậu gồng không gà Tèo cũng o dữ lắm rồi. Hôm nay gà đọt quá trời luôn. Đậu gồng nó ra đỏ, nó ra bông à. Bông bây giờ thấy bông nhiều. Cây củ sắn. Củ sắn. Bông nó mát được. Nãy giờ là tưới nước đấy cả nhà. Tưới nước cho nó mềm á, nó bầm. Giờ hết khúc này luôn á. Ở đây thì ông xã cũng đã bầm xong rồi nè cả nhà. Trộn nó muốn cho luôn. Gãi cái này gãi được thừa cả nhà. Hổng trong kia hơi dày. Hết hộp chưa anh? Hết rồi đó, bịch đó. Ủa? Giải còn hỏi mình mua dương bịch nữa không? Ừ, bịch. Vậy là còn bịch. Hiện giờ còn bịch. Tính ra mua bịch rau muống cả nhà có 10.000 à. Mà mình ăn ha, một bịch dám nhổ chắc cũng nhiều á. Nhiều quá. Nếu mình nhổ nếu tính ra thẳng bịch chắc cỡ 4-5 kg rau muống. Tính ra lời ha. Gieo trong vòng cỡ khoảng tháng nữa nè. Tháng là thu hoạch nè. Rau muống thì tính ra cũng nhẹ phân á, mình chỉ cần tưới nước đều đều là nó tốt. Ở phía đó thì gần ăn được rồi đó cả nhà. Rau muống thì tưới cái bịch để cái thùng thuốc mà siêu rễ nha, siêu vi sinh gì đó. Tưới một cái là tốt lắm. Cái loại thuốc đó là nó kích rễ vô ra mạnh á. Nếu mà rễ ra mạnh thì cái cây phát triển mạnh. Xong rồi,
cháu tiếp tục. Ông xã Nguyệt trồng rau thì đôi lúc tưới phân xương xương cả nhà, chứ còn sạch sâu thì không có sạch. Bắt cái đó sâu. Gì? Cái đó gì ạ? Cái chỗ này của tèo làm như không có sâu cái gì. Cái này thằng trồng ít sâu, có con dậy đây. Cháu có một hả? Có một thì cái giờ còn. Tiếp tục lớp cháu. Cháu một. Còn nhiêu nữa hết hả? Còn trong bao nhiêu? Dạ, tưởng hết em đi xin. Không, mình còn bao cháu nguyên nữa mà. Cái cháu một này ngoài ruộng anh em về nè. Ừ. Tưởng hết em đi xin. Gieo ngoài kia đó. Rồi để tới giờ không cắt cỏ lòi ra. Ở gần Nguyệt thì có cái nhà máy chà gạo mini cả nhà. Chà cho bà con người ta có ruộng đó, người ta có chừa lúa rồi đó. Thì Dượng chỉ có chà cho bà con xung quanh đây thôi. Cũng đây. Nhà máy nhỏ ha. Để dành chà gạo cho gia đình nhỏ. Thì cũng cháu nhiều lắm cả nhà. Xin là chia lại là toàn là Dượng cho không à. Nhiều cũng được hết. Xài nhiều rồi Dượng cho không à. Chứ không có lấy tiền. Gãy lại cái gì là cái điều nè, cái gãy đi mà không gãy lại là nó không đều, gãy ngược là gì ngay nữa, gian luôn, không thấy đất ló lên luôn, trồng thì thiếu nước, dễ ăn nha, được đó, tưới hả? Nhìn cái ổ này đậu trái nè. Ừ. Cũng tiếp không? Hết hồn cái đống trái nè. Cũng tiếp nè. Sao nó đen đen vậy? Nó bị con mò cái lẫn mồi. Nó ra bông nè cái nhà. Nó tỉa xương xương mà giờ nó ra bông ra trái nè. Sâu anh ơi. Có sâu. Có sâu nè. Không, sâu này sâu cũ rồi. Sâu này nó hết rồi. Sâu này chỉ ăn lá à. Còn con sâu nè. Có sâu, em bắt dính con sâu. Trời ơi, đây cũng ra bông quá trời nè. Mấy cái tược á, nó đâm ra từ thân cây á. Nó ra bông cả nhà. Ba dưa leo trồng được này nè. Thấy hổng thái rồi cả nhà. Giống dưa leo này thì đó giờ chưa có trồng. Nhà sản xuất giống chất lừa đảo rồi. Không đậu hả? Để dưa leo chùm mà nó không ra chùm đâu. Nó ra trái không à? Toàn là ra bông gì, bông đực không à cả nhà ơi. Không thấy bông cái à. Ra trái rồi nè anh. Coi cái này xem nè. Này nó có trái rồi nè. Thì có trái nhưng mà nó không có chùm. Ừ hả? Ờ. Để một cuốn gì đó. Để dưa leo chùm phải không? Ừ. Ở này cuốn trái à. Nó chùm. Rau muống này theo đúng là nhổ nó cũng dài lắm rồi đó. Rau muống này phải 3 ngày. 3-4 ngày. Để gom xương đó nha. Sáng này nắng quá trời nắng. Nó lại đi rồi im tới bữa lên á. Rồi mới cuốn gom ra. Còn mấy để đại gom cho một cái đại cũng được hết. Rồi cầm cái xương cá. Ra sữa ống nước cả nhà để chuẩn bị nhiều cò nè. Ra đây quay chân xương công trình hổng gài cho cả nhà coi nha. Hổng gài thì mấy anh thợ chia nhau làm tùm lum hết trơn cho nên cũng hơi chậm cả nhà. Xây được lên tới đó rồi ha. Ở phía ngoài nhìn vô thì cũng hơi đẹp đẹp rồi đó cả nhà. Gà dán hàng rào rồi. Bữa nay có một anh thợ làm với chú Tám cu ly.
cái ống nước này nó nằm lúc bên đây cả nhà, lúc bên đây nè, thầy dự định là kéo về đó xong rồi đi vô, tại vì nó nằm bên đây là vô đó nó mới đi ngang đó kìa, bây giờ nằm bên ta tèo lâu nó thì cho nó về bên kia. Lát nữa vợ tèo ra hỗ trợ cái tèo làm vô, còn thợ xây ra, thợ xây cho cái nhà coi một chút nha. Chiều nay gọi đây luôn anh Tấn? Gì? Chiều nay gọi bên đây luôn không? Gọi á. Dạ. Gọi bên kia luôn hả? Gọi bên kia luôn á. Dạ. Bên này có hai thợ rồi đó nha. Thợ chính, thợ phụ ha. Đi xéo vô đây cái một không à, đâu mà đi co tùm lum đi hết. Hai thợ đục hư 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 tường á. Không có gì hết đâu. Đục tường hả anh? Ừ, đỉnh nhé. Đục tường đó, kéo tường dễ kéo hơn. Hôm nay thì ông xã giờ cho ống nước. Mấy ống này môi lên xài được. Có chú Tám giúp đỡ. Đây đi qua đây cũng đi cái con ngược cái vô nữa. Dạ. Đây xéo ở đây mà. Chú Tám mà làm phụ hồ cả nhà. Ông thợ thì chuẩn bị xây ha. Chú thì làm phụ thì cũng nắng nôi. Màn giấc này nắng mồ hôi rất đập đập cả nhà. Thường chú không có gì gọi là than gia. Ông xã Nguyệt thì nôi cái ống lên. Nước nó dồn lên. Cái đầu kia nó nằm trong cái phi kìa. Nó rút ra hả? Người cái lại. Hả? Đúng hả? Rút ống ra không, từ. Dạ, ống rút ra luôn ha.
Ừ, ổng nó ấy rút xài được mà. Ổng hiểu con không có chung. Bỏ ủa. Để cái khơi trên không à. Sao thế nào cũng vậy, nên không có chung. Bỏ con Dũng cái một chút chút hả. Được rồi đó anh. Cái ống nước của chị ba nằm phía trong hả? Dạ dạ. Cái ống nước của Tèo nãy giờ làm cũng xong rồi cả nha. Tèo quay chân xương như thế này coi nha. Đó. Dài đó. Nãy giờ anh thợ thì anh cũng làm được nhiều rồi nè. Nhìn nó đỡ này lên gì. Xong rồi đây luôn. Thẳng đây. Bây giờ cho vô trong nằm luôn. Nữa Tèo lắp này lại luôn đó nha, giấu ống luôn. Về hái rau ngổ vô đây luộc ăn cả nhà hết biết rồi nè, cọc nào cũng lấy bằng ngón tay vậy. Cái mé này mới giữ nè, tứ nước tới luôn cả nhà, nên nó non rồi nè. Ở quê cái mình trồng ít vậy cái mình ăn hết luôn ha, khỏi có ra chợ tốn tiền mua. Quan trọng cái mình trồng cái mình muốn ăn giờ nào cũng có nè. Còn đi chợ thì muốn ăn thì phải đi sớm. Con ngỗ này Tài cũng thích ăn sống lắm đó nha. Làm mà chén mắm thì ngon nghe ha. Bắt đầu nhắc tư vô vậy nè. Bắt đầu ăn mình nhùi 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 lại vậy á. Trời nào với mắm. Cái ngon. Để thứ ít ít đi. Có này có kia. Rau ngổ này em nhớ đó xào cái gì ngon nè, xào phèo heo cũng ngon đúng không anh? Xào á, không biết ngon rau ngổ hay là ngon phèo heo nữa. Cây củ sắn tốt ha. Ủa cái này ra bông hay là ra gì? Bông, ra bông. Chưa có nở hả? Chưa. Nở ra trái. Nở rồi mới ra trái. À, nó nở bông nó ra trái thì cũng như đậu gầm mình. Ừ. Có bông nở ra vậy là đậu mà nó trái, nó đậu, đậu trái. Quá trời tốt rồi. Cái rau ngổ này á mà mình tứ không tới phân á, nó bị vàng là nó ra bông. Vậy hả? Ừ. Tới tứ, phân. Tứ phân là không giờ ra bông, nó tốt lại gì đó. Nè cái nhà. Đủ chưa? Nhiều đủ chưa? Được anh nè. Bé khác nè. Hai ít đậu gồng nữa. Đậu gồng. Đậu gồng. Tốt trái thiệt nhiều. Bông rồi nè. Bông. Mình nó có trái không? Có. Mình quá trời luôn. Cái này nè, nãy em thấy kìa trời. Nằm trên dây điện. Nhớ gị gị nó xuống. Nhớ họ dây điện nó. Con trái bầu bên đó nó hơi xấu kìa anh. Bẻ trái đó anh. Còn xấu mới chừa lại đó chứ đẹp đẹp thì em đem xuống chợ cho mối hết rồi. Cái đám này quá trời luôn. Đùng chỗ này chà bá luôn. Trái bầu đó làm như là nó tàn, cái đít nó bị teo ha. Cắt bỏ luôn ha. Vậy hả, cắt dây luôn hả? Dây luôn cho biến rồi. Vậy hả?
Rồi nữa mình cuốc trồng lại hả? Cắt cái phần đọt á, đọt nó bỏ, cái gốc thì còn không? Bí đao tốt quá ha. Bí đao nhìn cái lá nhìn nó đẹp sao, nó xanh đậm luôn cả nhà. Xả ngoài tưới nước à. Xấu xấu chứ có trái ăn hoài. Bò này vừa ăn luôn. Rồi đi vô làm cơm ăn. Rồi cũng xong việc chăng. Giờ gia đình Thảo chuẩn bị làm cơm. Chào cả nhà. Hôm nay vợ Tèo có đi chợ mua nè cả nhà. Này chả cá hả? Chả cá dẫn với một ít thịt nè. Mẹ cũng bầm ra ha. Hôm nay thì mình mua thịt với chả cá nhồi chung. Mình kho cà ha. Mua được cà nè. Với một trái dưa hấu. Heo khổng lồ. Thấy lạ lạ không biết ngon cả nhà. Ngồi chả thử là ngon. Lạ đó. Mình ớt nha. Để chả cá cũng có đầm gà cho nó mịn. Đây là tỏi chi. Đây cũng có thịt. Mình cũng đầm diễn ra nhiều chung chả cá nha. Là tiêu. Đây là gia vị. Hạt nêm, bột ngọt với ít đường. Đây là hành lá cắt nhuyễn. Nhồi chung. Nếu mình nhồi cho nó thịt nhuyễn nó dai. Nhồi lâu nó dai. Nhưng mà chả cá không thì nó dai. Còn mình bầm thịt vô thì nó có cái độ dai mềm cả nhà. Cái dừa này có 4kg không ta? Hồi sáng chị bán là như tăng là 3.9 hơn đó, là 4kg yếu đó. 4kg rồi. Thấy lạ cái này, thấy giống dưa lạ lạ, mua ăn thử. Ở đây mình có nhúng lửa ha. Mình đổ nước dừa vô. Kho chả cá bằng nước dừa nó sẽ ngon hơn. Hơi ít nước rồi, rồi thêm nước lạnh thêm. Mình sẽ cho một ít nước mắm vô ha. Cho nó sôi lên cái mình sẽ thả chả cá vô. Rồi nước cũng sôi mình để thêm miếng gia vị ha. Cắt nêm với đường, miếng ngọt ngọt. Có hồi nãy nó có để vô một cái mắm. Bây giờ chả cá mình cũng vừa viên rồi nè. Nước sôi mình để vô. Hồi chín chả cái mình để cà vô. Giờ cá nó cũng chín rồi mình để cà vô. Ở đây mình cũng bắt nước sôi rồi nè. Mình để ít đường với hạt nêm ha. Để mình luộc bầu. Luộc bầu trước. Cái dưa hấu này, khui ra, đẹp lắm. Ồ, màu này cũng mới chín tới rồi cả nhà. Mới chưa cắt tới luôn sáng nay luôn á. Rồi biết xẻ cắt, anh xẻ không? Xẻ phổi. Đừng có cắt đứt dưới luôn nha. Mình phải chừa cái gúng lại. Nghiệm ra điều luyện ra đó. Nhà không có gì ta gọi là không chia đều được ha, cũng được anh em à. Mới làm lần đầu mà để vô vậy em banh cái nào nó thiếu cái em thọ dao vô cũng đẹp đó nha. À, chưa em phải lấy dao gọt thêm mới được, cái nào nó còn em gọt luôn. Ờ vậy đó, ăn nữa mình ăn dễ gứt. Thôi gọt thử miếng luôn. Thử luôn hả? Thôi thử không đẹp không nè. Thôi thử cho đẹp đi. Rồi gì cũng chuyên nghiệp rồi. Rồi đi đây. Đúng đẹp. Không? Đẹp. Rồi. Thôi, đẹp. Cũng đẹp rồi cả nhà. Rồi, đẹp đi. Giờ cá như cà nó chín nè. Để hành vô, dốc hành. Nhặt xuống ăn.
bầu chín nè, thịt chết bầu ra. Để đầu gồng với đầu ngổ vô luộc tiếp theo. Có bây giờ cái tiện lợi quá ha. Hốt em muốn hết luôn. Nó rõ nước nữa. Vớt đầu ngổ ra nữa là xong, dọn cơm em. Giờ dọn cơm rồi múc cá ra ha. Múc ra ăn. Quá trời cái nồi cá. Cá. Cái gì rau luộc. Mày chấm nước cá rồi thôi. Bữa cơm gia đình Tèo đã chuẩn bị xong. Tèo mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời bà nội cha mẹ mua cô chú ăn cơm. Chị học chị đói bụng không? Dạ đói. Trời ơi cho nội. Bầu đó rất mềm chú ăn được á. Không đậu gồng được, chú ăn cũng được. Chả cá kho nha. Này làm món chả cho mẹ thấy nhà nha. Chả cá kho. Cho mẹ Tèo dễ nhai cả nhà. Nghiêm. Dạ. Tại mình trộn thịt vô á. Chứ nếu mà chả cá dảnh mà nếu mà mình không trộn thịt là nó dai dữ lắm. Trộn thịt cho nó có cái độ mềm á cả nhà, cho nó béo nữa. Cái này đặc biệt. Vô ốp vô ăn. Dạ. Ngon không? Ngon ớt á. Ngon cỡ nào đó? Cắn miếng bầu không đứt nữa. Gắn dài bữa nữa. Không có gắn khổ quá cả nhà ơi. Dài bữa nữa cái đẹp lại ăn biết ngon. Nhỏ mà còn nấu không mà ăn nó cấn nó đau. Đau chịu không nổi luôn. Ừ, cái miếng mà gần chính giữa bụng đó, nó có hột á mình ăn nó mềm. Gì Út? Hồi nãy chưa quay cái con chim nó hót quá trời luôn cái vậy ra quay cái ngã nó. Kìa nó đang ngồi cho nó dòm miệng con kìa. Đang ngồi dây điện đó thấy không? Chim đó còn không cha? Con bự. Cái cá dảnh lúc này chỗ Tèo thấy cũng hiếm á cả nhà. Cá rô phi thì nhiều. Cá dảnh mong ra ngoài sông lớn. Thì mời cả nhà ăn cơm nha. Con có nói không? Con nói cho mình bị phỏng gì đó. Bị phỏng cái bô của cái máy. Chắc bạn nhất. Con phải clip thấy cái gì ha. Bạn con bữa nay cũng có coi hết trơn. Bữa nào cũng coi ủng hộ gia đình mình hết phải không? Lần mới làm buổi sáng là buổi chiều ra lớp bạn đã nói. Sao buổi sáng nữa đi. Chắc là đi học về coi liền phải không? Đâu gồng ruột nó ngọt. Để lời cảm ơn đến bạn nha, đã xem ủng hộ và quan tâm cha của bạn nữa. Cảm ơn con nha. Con gái. Bạn Thí Huy, anh đi rước Thí Huy lần nào cũng gặp chứ, các bạn nói à, ốm ốm mà nhìn thấy hiền lắm, thấy cưng lắm. Bạn thân hả? Cái rau ngổ này em luộc lắm. Cái này luộc ngon không? Không, rau ngổ này em luộc đừng chín quá. Để vô xào qua xào lại á. Không nóng. Em ăn nó còn đậu giòn. Luộc để miếng đường. Gọn có bột miếng đường. Miếng hạt nêm. Luộc nó xanh giòn mà nó ngon. Nè.
ăn no rau luôn cả nhà. Cơm xong chán miệng. Cảm ơn một chú. Mời cả nhà ăn dưa hấu nha. Dưa hấu chán miệng ngon có chú. Mời cả nhà ăn dưa hấu nha. Ngon quá. Mời cả nhà ăn dưa hấu. Dưa hấu ai cắt đẹp quá vậy mà. Của bác Sáu bên trong á. Ủa cắt á hả? Dưa hấu ai cắt đẹp. Mẹ trẻ. Đẹp không? Cốt nghề của cha. Dưa ngọt quá. Dưa ngọt thì thường ta khen người chồng với ai khen người cắt đẹp. Chưa chưa cắt đẹp bằng cha. Dưa này cái ruột nó đà nó chắc. Dưa này để lâu được ha. Dưa gì? Kêu dưa gì? Thấy lạ con không biết dưa gì luôn. Này giống bây giờ chỉ trồng cũng ít nè, một lần dưa hắc mỹ nhân thì trái đen nè, cái nhân trái cũng dài gì nhưng mà cái sọc nó không phải nó gì. Tròn nó tròn sao mà đốc ra đâu 3-4 trái như này à, này đốc lai sao. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương gia đình của Nguyệt nha. Thì Nguyệt xin kết thúc video clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.